Giỏi. Em về hả? Mẹ đang rửa trứng, con mới đi học về hả? Dạ. Đứng rửa phụ mẹ nha. Ừ. Oh my god. Chà bông xanh lai. Xanh lai à? Có xanh lai nè. Chứ mẹ đâu có đâu mà. Nghe bà ngoại cho, bà ngoại mới gửi cậu ba đem xuống. Trời ơi, con đi học về à, đầy trứng rồi. Ngoại còn gửi nữa. Hả? Ai hút mà? Anh ngoại không nghe hả? Trời ơi. Ơi, chiều trứng mày gặp về ăn mà. Chiều nay mẹ kho ăn ha. Trời ơi, kho ngoại không nghe hả mẹ? Vậy chiều muốn làm gì ăn đây? Trứng chiên thôi mẹ. Trứng chiên cũng là trứng nha chú. Để hai ăn đại đi mẹ. Không ăn ngoại buồn. Ăn cho ngoại vui. Ừ, vậy đi ha.